Xin chào các cô chú bác, các anh chị và các bạn thân mến. Chúc các anh chị và các bạn cùng cô chú bác gia đình nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thành công, phát đạt, thuận lợi tốt. Cô chú bác, các anh chị, các bạn của mình hôm nay hãy cùng Thúy vào bếp để mình làm một món ăn vặt quen thuộc Việt Nam của mình tiếp theo nữa nha. Đó là mình làm cơm cháy kho quẹt nha cô bác. Mình làm cơm cháy kho quẹt rất là đơn giản, dễ làm, ăn ngon, nhiều bổ dưỡng, không mập, không béo phì ha. Giòn lắm luôn cô bác ơi, rất là ngon luôn cô bác. Mình không có để dầu nhiều mà mình thế nước cốt dừa cho nó béo, cho nó thơm ha. Nhưng mà cô chú bác hãy cùng Thúy vào bếp để mình làm cơm cháy kho quẹt giòn thơm ngon. Món ăn Việt Nam của mình không thể thiếu cho gia đình của mình ha. Hôm nay mình nấu cơm, mình lấy cơm cháy cô bác. Mình làm cơm cháy kho quẹt ha. Đây nè, mình kho quẹt là mình có tôm nè. Cái tôm này chị Ngọc cho mình nha. Tôm này là tôm dưới quê mình mùa này là có nhiều lắm nè. Con tép đúng không, tôm tép phơi khô á, tép phơi khô nó nhỏ vậy nè. Rồi một ít thịt ba gọi mình cắt ra nè, có thịt có nạc có mỡ ha. Rồi một mình có tôm nhiều mình kho nhiều, mình có tôm ít mình kho ít ha. Mình kho mà khoảng ăn một bữa ăn thì bao nhiêu đồ thịt với lại tôm thôi. Và thấy kho một muỗng rưỡi canh nước mắm nè, kho khoảng mặn không quẹt, kho quẹt thì nó hơi mặn một tí ha. Là có 1/4 muỗng cà phê bột ngọt ha. Thì có một muỗng cà phê đường, muỗng bịch cà phê đường bình thường, hơn nửa muỗng cà phê tiêu ha. Rồi ớt, ít ớt ha, tỏi ha, hành ha. Cái này là mình để chế dầu hành ha. Và cái này thì mình đi ra môi trường mình nấu cơm luôn cô bác. Rất là đơn giản dễ làm luôn, có món ăn lạ của quê hương của mình. Món ăn này cũng rất là quen thuộc chứ không có lạ, nhưng mà mình lâu lâu mình ở bên đây mình làm mình coi như là lạ đi ha. Nhờ cô bác hãy cùng thấy chuẩn bị đi vô gạo ra qua ngoài trường nấu cơm nha. Thí do xong mở cô bác, xong cái gạo của mình rồi. Bây giờ mình chuẩn bị ra giường nấu ha. Cô bác mình nấu phải kèm có cái dừa ha. Nếu không có dừa thì mình làm cơm cháy kho quẹt không cũng được. Tại chị Thí có dừa thì Thí nên chút nữa Thí chế dừa vô Thí cho cái cơm của mình, cơm cháy của mình để mình chiên cho nó có nước dừa nó béo béo không thơm thôi nó ngon ha. Cô bác mình có thể làm cơm cháy bằng nồi cơm điện. Mình múc ra mình để trong chảo mình đè cho nó dẹp rồi mình để dầu vô mình chiên thì cũng được ha. Mình để dầu từ từ mình chiên nó dần dần hai bên nó dần dần hết thì được ha, không có gì hết, không cần phải ra giường nha cô bác. À, Thí có ngoài giường nên Thí muốn nấu ngoài giường bằng cơm của mình cho nó ngon, cơm lửa củi cho nó ngon để mình lấy cơm cháy đó. Nấu rồi cô bác, nấu nồi cơm chịu nổi không? Nó cũng chưa có thông lắm ha, nó mới bắt lên. Cô bác thấy mùa thu rồi ha. Mùa thu cái giường của Thí sơ sát, trời trụi luôn cô bác à. Ở đâu cũng vậy, mùa thu nữa nó rụng lá, nó trụi hết à, nó không có còn cái gì để mình ăn hết. Cơm củi thì cũng dễ nấu lắm nha cô bác. Cô bác nào mà chưa biết nấu cơm củi thì mình không có nấu được cơm củi. Nhưng mà mình cứ biết nấu rồi đó, mình nấu cũng dễ lắm. Mình cứ để nước lóng tay, hoặc là gạo nở quá, gạo cũ mà để hơn lóng tay. Rồi nó sôi, nó rút nước, rồi mình đẩy hầm chung lại là hạ lửa, mình kéo than ra cho nó hong hong xanh quanh là nó chín là cơm nó rất là ngon hơn cơm điện. Nhưng mình không biết nấu thì mình nấu cơm điện nha, cho nó sướng hơn. Sôi rồi cô bác ơi. Đó, cô bác thấy nó sôi chưa? Nó sôi rồi đó. À, cơm mình nó sôi rồi nè. Đó, cô bác để lóng tay hơn gạo mình dư. Gạo mình nó nở nhiều á, nó gạo này nở nhiều để hơn lóng tay nè. Bình thường gạo cũ thì lóng tay ha. Mình cứ để về mình nấu ha. Nó cạn rồi đó cô bác. Bây giờ mình đậy dung lại nha, mình không có chở nữa ha. Mình chuẩn bị cho nó hơi khô khô nước là mình sẽ kéo củi ra, mình hong xanh quanh á. Bây giờ cô bác ơi, mình dở cho cô bác coi nè. Đó, nó khô nước rồi đó ha. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị chút nữa là mình sẽ kéo củi ra, mình hong hong xanh quanh vậy nè. Mình kéo cái mà cho nó cháy xanh quanh này nè. Đừng cho nó cháy chính giữa nữa ha. Đó. Mình cho nó làm xanh quanh ngoài bìa thôi, nó cháy xanh quanh bìa để cho nó khô nước thôi và nó con cơm nó đừng bị cháy ở trong. Ở trong mình không có đưa chúng giữa nữa ha, không có đưa trong cái lò nữa. Đó, cô bác thấy trong cái lò nó trống ha. Đó. Cô bác mình ở nước ngoài thì mình cứ mua cái đồ mà nướng của Tây nó bán nè, cái đồ nướng tròn quay là có cái nắp đậy đó. Mình cứ đem về là mình kiếm ba cục đất, ba cục đá mình sẽ bắt vô mình nấu được những món ăn ngon của mình. Không cần phải khó khăn gì hết nha cô bác. Đó. Cái này nè nó có cái bụm này nè, mình nấu nó không có bay xuống, bay bụi không bay, không có bay lửa đi, cho nên mình không có sợ gì hết, vẫn an toàn bình thường. Miễn sao mình có được ba cục đá như thế này
mình sẽ nấu được những món ăn. Mình hầm thịt, mình nướng thịt, hoặc là những cái gì mà mình nướng lâu đó, được hao la hao điện đó, thì mình sẽ nấu ngoài bếp này. Nó rất là dễ nấu luôn cô bác. Rồi cô bác thấy thứ quay cứ quay qua đây không? Mình hông bên đây, hông bên đây mình không có hông được, bên đây không có hông được. Mình chỉ hông bên đây thì mình quay nó lại. Mình quay giống như mình ở trong bếp ga của mình vậy đó. Mình quay để mình hông một bên lửa này nè. Đó. Bên đây thì mình không có lửa nè, thấy không? Bên đây mình không có lửa thì mình xay nồi cơm của mình qua. Bây giờ Thí nấu được nha, Thí dở cho cô bác mình coi nữa. Đó, cơm của mình nó sôi rồi đó, nó hơi chín rồi đó. Ở cô bác thấy mình không không? Bây giờ mình quay cái quay qua bên kia luôn rồi. Hồi nãy nó nằm ở bên cạnh này. Giờ Thí quay qua cạnh đó để mình lấy cái bên đây để mình hông nó nè. Đó, mình hông lửa như này. Bây giờ mình để đây ha. Mình vô mình chuẩn bị dầu. Mình không quay ốc không quẹt. Bây giờ mình xới ha cô bác. Mình dở lên mình xới cơm mình coi ha. Cơm mình ngon không nè, cô bác nhìn thấy nè. Đó, rất là ngon rồi. Này nè, có trong giấy nhiều quá không biết à. Không có cháy thì mình cứ đè nó xuống, mình dẹp dẹp, mình sẽ ra sẽ cho nó cơm cháy, mình đè dẹp, mình để vô chảo mình chiên cho nó già. Ngon, rất là ngon luôn. Đó, nó cơm củ là nó ngon vậy đó. Chứ từ từ ha, mình cháy nhẹ. Đó, cứ vậy cho nó xanh. Rồi, hết luôn. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ bỏ đường vô. Trong cái phần này bỏ một ít tiêu vô đây. Rồi, bỏ một ít dầu đổi hành vô đây. Để mình làm nước sốt, mình làm mình cho nó thấm, nó thơm để mình tắm. Mình đổ vô cái khô quẹt của mình. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua mình xào cái dầu hành này ha. Đó, cái dầu hành của mình nè, bỏ vô. Cái tôm của mình cho thôi. Đó, mình bỏ tôm mình vô cho nó thơm nè. Rồi đó, Thí để luôn cái tột vô. Mình sẽ cho cái nước mắm tỏi ớt của mình vô. Đó, dở lên cao lên ha. Kèm theo nữa, hồi nãy Thí lấy một muỗng canh nước cơm nè, giờ Thí đổ vô trong cái chén mắm tỏi này. Thí sẽ đổ vô trong cái cơm của mình, Thí kho ha. Cô bác thấy không, nó có cái nước mắm vô cái thịt bơm của mình, nó ra nước để mà nó sệt nó keo. Mình sẽ là hạ lửa nhỏ nhỏ, mình kho từ từ. Thí cho một muỗng một chút nước màu đó cô bác. Đó, mình cho có cái màu đẹp rồi đó cô bác. Bây giờ mình sẽ cho nước cơm của mình vô. Mình cho kẹo nước cơm nữa là được ha. Mình để tiêu nữa là được ha. Rồi bây giờ mình sẽ còn cái tiêu ha, chút đường của mình này, cho nên sẽ bỏ vô luôn nha cô bác đó. Rồi bây giờ cô bác thấy cái kho quẹt của mình nó rất là ngon rồi ha. Mình ăn cháo trắng cũng ngon nữa nè. Mình ăn cơm cháy. Đó, cơm cháy kho quẹt nè. Bây giờ mình lấy hết ra rồi, rồi giờ mình để cái cơm thêm, mình đè đè cơm thêm ra đây để mình chiên cho nó vàng. Để nó đủ ăn á, không thôi nó thiếu ăn. Mình cho nó bằng cái dĩa này luôn. Nó cốt dừa mình chế vô trong cái này nha cô bác, đó. Chế vô cơm của mình. Chế cho nó vô cơm của mình để nó đủ cái cơm cho nó béo để mình lấy. Mình cho nó cơm nè, đó, mình rè xuống vô nè. Cho nó có cái nước dừa để chút nữa mình chiên. Cái cơm cháy này thì chút mình canh chừng nha cô bác, đừng cho nó cháy trước ha. Mình cho mấy cái phanh banh này cháy trước nè. Mình nghiêng cho nó cháy trước cái phanh quanh cái chỗ mà cơm trắng bình thường á, rồi chút mình mới cho cơm cháy này cháy ha. Chứ không thôi là nó sẽ khét á. Rồi xong rồi. Đây, mình chế dầu vô cô bác. Chế dầu vừa vừa thôi. Để mình cho nó chán, chán nó đừng bị khét thôi. Rồi mình sẽ để cơm vô. Rồi bây giờ Thí sẽ để cái cơm của mình vô nè. Mình ấp cái dĩa của mình vô, cái chảo của mình vô cái dĩa ha. Đó, mình cho nó nằm vô. Đó, rồi mình gỡ cái dĩa của mình lên. Đó, mình gỡ cái dĩa ra rồi mình cho cái cơm mình nằm xuống. Này, cái miệng của mình để cho nó thấm cái nước dừa đó. Cái bên này trên nó chưa cái vàng nè, mình cho nó vàng trước bên này đi. Mình cho nằm cái nước dừa nằm lên đây để cho nó chảy vô cái cơm của mình. Rồi xong rồi mình cho nó dầu nữa nha.
Cái này nó hơi khô dầu, cho muối dầu nữa ha. Không cần phải chiên dầu ngập đâu, nhưng mà mình chế dầu từ từ. Chiên dầu ngập nó ngán lắm. Mà mập quá, chiên dầu ngập quá mình ăn nó béo phì á. Đó mà chế dầu vậy á. Rồi mình cho nó dần nữa nè. Ngon quá tôi bác ơi, nó thơm. Nó dừa rất là thơm á. Rồi cô bác thấy bên đây nó muốn vàng rồi nè ha. Đó. Mình cho dầu cái này nè. Để nó chốc ra. Đó. Nó hơi lâu nè. Đó, nó có cái giấy lên nè. Đó, mình cứ gặp khi thấy không? Nó ra để mình chiên lại. Đó, cô bác thấy không? Bây giờ mình sẽ chiên nó lại. Nó giòn cứ ngắt luôn, nhưng mà cô bác mình nó để dầu nhiều mà chiên có ùm cái là giống như chiên mì rồi đó ha. Là mình ăn mình mập tức bà đó. Nếu mình không có thợ mình sợ mập thì mình ăn như thế này cũng được. Đó, bây giờ mình sẽ chế dầu vô. Chế dầu cho nó nhiều lên ha. Để mình đập cái phía kia này xuống. Mình đập cái phía này xuống. Mình thọt cái dĩa vô trước, mình thọt cái này vô trước đó. Rồi mình cho nó chiên lại một phần nữa, mình cho nó chiên lại cái nữa. Đó. Rồi mình đẩy nó vô cái này đó, cho nó vàng lại nữa ha. Rồi. Rồi nó giòn đều luôn. Cô bác thấy nó giòn không? Đó, bây giờ nó giòn lắm luôn à. Bây giờ mình chiên cái phía bên đây nữa là nó vàng lắm luôn, nó giòn lắm luôn. Đó, không có chiên dầu nhiều, đổ dầu nhiều làm cái ùm. Cái nó giòn giống như là mình dầu giòn đó, là nó giòn nhiều nó ngán lắm. Đó cô bác ơi, đẩy rau nó đi đó à. Bây giờ nó vàng rồi. Ăn ngon lắm luôn rồi mà nó không cứng hả cô bác. Cô bác mà để trong dầu, ngập dầu cô bác đẩy cái ùm vô chiên cái này nó cứng lắm á. Mình không có ăn, yếu á, mình không ăn được á. Cái này nó giòn mà nó giòn mềm nè. Nó rất là ngon luôn. Bây giờ mình sẽ đem ra mình để mở dầu luôn ha. Để cái mở hành lên cái bánh tráng của mình. Rồi thì ập ra rồi nè, có mất để mở hành vô khăn quẹt cho mình ăn ha. Mình không cần cho khăn quẹt lên mà mình để nguyên cái dĩa ở ngoài để mình cầm cái này mình ăn cho nó hấp dẫn ha. Rồi cô bác ơi, bây giờ mình có cái khăn quẹt ngon rồi ha. À, cô bác nhìn thấy nè. Rất là ngon luôn. Ăn cô bác ơi. Cô bác nhìn thấy cái bẻ cho nó giòn nè cô bác. Nãy giờ chạy qua chạy lại nè. Cô bác thấy mình nhai không? Gọt gọt. Mama. À. Bẻ nữa. Mama. Ngon quá. Mama. Baby. Baby. Ừ. Quá ngon cô bác không? Cô bác thấy miếng trắng của mình hơn. Ngon. Giòn không? Quá ơi. Dĩa cơm cháy của mình quá thơm ngon giòn luôn cô bác. Cô bác nhìn nè. Bây giờ nó cho cô bác coi nè. Nè, đó, cái miếng này nó giòn mà nó rớt luôn đó cô bác. Nó giòn lắm. Cô bác giòn nè ha. Nó giòn nè. Rất là ngon lắm. Bây giờ mình chiên như thế này á, mình ăn nó không có mập và nó không có bị béo phì hả cô bác. Cô bác thấy khâu vẹt của mình nè, à? Đó khâu vẹt gì đó ăn mới bắt đó, ăn mới ngon đó, với cơm cháy khâu vẹt mới ngon đó. Cô bác thấy không, rất là giòn ngon, thơm ngon mà rất là vừa ăn không có béo lắm luôn. Lâu lâu mình thèm món ăn Việt Nam của mình làm như thế này mà ăn nhiều dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe, không bị mập. Hôm nay chia sẻ cùng cô bác của mình làm cơm cháy đơn giản dễ làm, ăn xong rồi tôi xin tạm biệt cô bác ở video này nha. Thì cảm ơn cô bác rất là nhiều đã ủng hộ kênh của Thúy Family Cuộc Sống Ở Pháp. Thì chúc cô bác nhiều sức khỏe, bình an, gia đình hạnh phúc, thành công, thuận lợi tốt. Cô bác các anh chị nào mà xem video cho Thúy mà chưa có đăng ký kênh và nhấn chuông thì hãy đăng ký kênh, nhấn chuông ủng hộ Thúy cho nha cô bác. Thì cầu mong thế giới yên bình hạnh phúc, không còn chiến tranh bệnh dịch, trên thế giới này được bình yên, sống cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, an lành, hạnh phúc giống như mình. Có nhiều cuộc sống xung quanh ta khổ, mình thấy mình không không vui. Thúy xin chào, hẹn gặp lại cô bác video tiếp theo. Thúy cảm ơn cô bác rất là nhiều.